Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào các bạn đã quay trở lại trên cái video mới nhất của mình. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại trên con 6803 đây anh em nhé. Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thủ thuật rất là hay khi mà anh mình chơi trên con 6803. Đấy là một cái thủ thuật đánh tài xỉu cực kỳ là uy tín luôn nhá. Đấy, thì hôm nay thì mình có thể là lựa con tài xỉu mà đến 5 màu đỏ đi anh em. Đấy thì đánh làm sao cho nó sơn một chút anh em nhá. Thì các bạn khi xem video của mình thì nhớ là cho mình lượt like và đăng ký kênh, và đồng thời các bạn bấm chuông giúp mình để nhận những video mới nhất. Đấy thì mình sẽ để chia sẻ cho anh em ở đây thì nó rất là uy tín các bạn ạ. Đúng không? Đấy, bây giờ các bạn sẽ vào phần cầu cho mình đi anh em. Các bạn hãy nhìn như mình là nó sẽ có 3 viên chín ngầu đây đúng không? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thủ thuật đánh cực kỳ là hay luôn. Các bạn tắt cho mình chín ngầu 1, chín ngầu 2, ngầu 3 đi. Các bạn sẽ lấy tổng 3 chín ngầu là con 7 nhá. Đấy, tổng 3 chín ngầu con 7 các bạn cộng với lại cái con đối xứng với lại cái con 2 là 7 cộng 6 sẽ là bằng 13. Đấy thì 13 nó là lẻ thì lẻ, các bạn đánh xỉu và chẵn các bạn đánh tài cho mình đúng không? Đấy, tay đầu tiên thì mình cứ đi nhẹ nhàng là 6 mét đi. Thì chủ yếu là cái quan trọng trong ngày hôm nay mình kiếm được một cái phần lãi nó sẽ là ok các bạn ạ. Nó kiếm được một cái phần lãi nó sẽ là ok anh em nhá. Đấy, thì các bạn khi xem video của mình mà thấy hay thì nhớ là cho mình một lượt like và đăng ký kênh nhá. Đồng thời là mình bấm chuông giúp mình để nhận những video mới nhất. Ok cho các bạn. Đấy thì tay đầu tiên thì đi luôn 6 mét anh em ạ. Đấy, tay đầu tiên thì nặn cho các bạn đấy nhá. Tay đầu tiên nặn cho các bạn này. Úi dồi, 24 ra 5 các bạn ạ. 24 ra 5 ngay tay đầu tiên rất là đi ăn rồi. Ngay đầu tiên ăn ngay của 24 ra 5 thế này thì phải chịu thôi các bạn ạ. Thì bây giờ các bạn tiếp tục đánh tay thứ hai cho mình nhá. Đấy, nó sẽ là con 11 cộng với lại con 2 sẽ là bằng 13. Thì 13 là lẻ thì lẻ, các bạn tiếp tục đánh xỉu cho mình. Thì tay này thì mình đi luôn 15 mét đi anh em. Đấy, tay này thì mình sẽ đánh to hơn một chút anh em nhé. Cố gắng ăn phát này cho nó uy tín các bạn ạ. Đấy thì nói chung là về những cái nội dung như này thì mình chia sẻ các bạn thì nó sẽ rất là ok và uy tín rồi. Thì các bạn không cần phải suy nghĩ quá là nhiều đâu các bạn. Đây, các bạn không cần phải suy nghĩ quá là nhiều nhá. Tay xỉu đi 15 củ anh em ơi. Đấy, tay xỉu đi 15 củ cho làm sao cho nó ăn cho nó hợp lý các bạn ạ. Ăn thì sẽ nó hợp lý hơn một chút này, đúng không? Bây giờ nặn cho các bạn luôn tay thứ hai nhá. Tay này mà ăn được thì nó sẽ rất là ok này. Cầu 11 không biết nó còn chạy không anh em. Cầu 11 còn chạy không? Ôi giời ơi, 223 luôn. Đấy các bạn thấy chưa? Và anh cứ phải gọi là như thế đi các bạn. Đấy, tay thứ nhất thua nhưng mà tay thứ hai nhất định nó phải thắng thôi anh em. Mình cứ đánh một tay bé một tay to như vậy thì anh em mình cứ yên tâm là nó sẽ có lãi. Hiện tại thì nó có lãi đâu đó khoảng là 8 mét hơn 8 mét rồi anh em. Các bạn thấy rất là êm chưa? Thì các bạn tiếp tục vào phần cầu cho mình, tắt xí ngầu 3, tắt xí ngầu 1 đi. Nó sẽ là con 7 đúng không? 7 các bạn sẽ cộng với mình nó sẽ là 7 cộng 6 nó vẫn là 13. Thì 13 là lẻ thì lẻ, các bạn tiếp tục đánh xỉu cho mình nhá. Đấy, tiếp tục đánh xỉu thế này đi 4 mét đi anh em. Thế này đi 4 mét cho nó hợp lý các bạn ơi. Thì nói chung là anh em mình xem video của mình mà thấy hay thì nhớ là cho mình lượt like và đăng ký kênh nhá. Đồng thời là các bạn bấm chuông giúp mình để nhận những cái video của mình. Ok chưa anh em? Còn là nói chung là mình biết được những cái gì thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái như vậy. Còn ví dụ như mà mình không biết thì mình cũng chẳng chia sẻ tới anh em làm gì cho nó mất thời gian ở đây nhá. Đúng không anh em? Chứ còn bây giờ trên mạng xã hội nó có rất là nhiều cái cổng game để cho anh em mình tham gia, ví dụ như kiểu là Sun Win này, Go 88, 789 Club này. Để mà lựa chọn được một con game nó uy tín hay không thì nó sẽ rất là khó các bạn ạ. Để lựa chọn nó uy tín hay không thì nó cực kỳ là khó luôn, nó không hề đơn giản đâu anh em. Đấy, thế này thì sẽ đi 4 mét nhé các bạn nhé. Ok chưa, nặn hai con này là các bạn đủ biết chưa anh em. Đấy, 1-2-1 luôn, bạn đánh cứ gọi là ăn như thế này nó có phải là sướng không các bạn. Đấy thì anh em mình xem video thì khác biết được những cái nội dung mình chia sẻ đây nó sẽ rất là ok rồi. Đấy các bạn nhá. Bây giờ tiếp tục vào phần cầu cho mình này. Đấy, đợi nó hết tay tiếp tục vào phần cầu này. Anh em mình thấy chưa? Tiếp tục phần cầu, tắt xí ngầu 1, tắt xí ngầu 3 đi. Nó sẽ là còn 4 cộng với 5 nó sẽ là bằng 9, thì 9 nó vẫn là lẻ nhá. 9 vẫn là lẻ thì lẻ, các bạn tiếp tục đi xỉu tay này đi 1 mét thôi anh em. Bây giờ khi mà mình có lãi rồi thì mình sẽ đánh nhỏ nhẹ hơn một chút nhé các bạn nhá. Không cần thiết là mình phải đánh quá kỹ. Ok chưa anh em? Còn anh em mình cứ yên tâm với mình những cái câu chuyện ở đây mình chia sẻ các bạn nó sẽ là uy tín rồi. Thế anh em mình khi xem video của mình thì thấy nó như thế nào thì nhớ là like và comment phía dưới video giúp mình để mình có thể là chia sẻ cho anh mình những cái nội dung nó ok nhất được chưa anh em. Còn là các bạn thấy uy tín thì nhớ là comment và ủng hộ mình thôi. Còn là các bạn yên tâm là mình chia sẻ với các bạn những cái nội dung ở đây nó sẽ rất là ok. Còn là ok thì mình mới chia sẻ, còn ví dụ nhưng mà nó không ok thì mình cũng chẳng chia sẻ các bạn làm gì đâu anh em. Được chưa? Tay này đi một củ luôn các bạn ạ, tay đi một củ luôn cho nó uy tín nhá. Chứ còn nói thật với anh em là đánh thì nó phải có lúc này, lúc nọ lúc kia chứ đúng không? Đấy, tay xỉu đi một củ này anh em. 63, sorry, 63 ra 6 luôn các bạn ạ. Đúng cái tay bé nhất thì nó lại xịt nha các bạn nhé. Đúng cái tay bé nhất thì xịt anh em ạ. Đúng tay bé nhất xịt luôn. Nó cứ phải gọi là hơi đen một chút anh em nhé. Nhưng mà chắc là cũng được không sao đâu. Đánh theo cái thủ thuật như này thì 100% là anh em mình sẽ có lãi. Đấy là mình khẳng định luôn các bạn, 100% sẽ có lãi.
nên là mình không cần nghĩ ngợi. Bây giờ sẽ lấy 15 cộng 3 nó sẽ bằng 18, thì 18 nó là chẵn. Đấy, chẵn các bạn đánh tài, được chưa? Tài này đi gấp đôi là 2 mét đi anh em. Tài gấp đôi 2 mét này. Đấy, đánh cứ như thế thôi. Cứ một tay bé một tay to. Thua thì gấp lên thôi. Đấy các bạn, nếu mà có vốn căng thì các bạn gấp lên cũng được. Mà ví dụ các bạn không có vốn căng thì các bạn cũng đánh từ từ cho mình như vậy cũng sẽ hợp lý các bạn ơi. Không cần là phải đánh quá căng và đánh quá nhiều đâu anh em. Còn lại anh em mình yên tâm, những cái nội dung mình chia sẻ đây nó sẽ rất là tín rồi. Đấy, các bạn cũng không cần là phải nghĩ ngợi quá là nhiều ở đây nhá. Đúng không các bạn? Thay tài đi hai củ vào này đi anh em. Thay tài đi hai củ vào này, chỉ cần nó ăn phát là uy tín thôi anh em ạ. Chỉ cần nó ăn phát này thôi là rất là ok luôn này. Coi như là hôm nay chốt quả lãi siêu ngon luôn đúng không? Nặn cho các bạn tay này nhá. Nặn phát này ra sắp 6 thì nó hợp lý luôn này. Ôi rồi, tí là sắp 6 các bạn ạ. Đấy, ăn luôn tay hai củ đấy các bạn thấy chưa? Đấy và luôn xem này, đôi 4 5 tay này. Thua có 2, anh mình thấy nó ổn áp chưa anh em? Đấy, tay này thì khả năng là demo nốt củ nữa đi cho nó tròn chục triệu này anh em. Khả năng tay này demo nốt củ đi. Đấy, khả năng tay này demo nốt củ, hiện tại các bạn là phần cầu cho mình nó sẽ là 13 cộng với 6 nó sẽ là bằng 19, thì 19 là lẻ nhá. Lẻ các bạn đánh xỉu cho mình, nếu mà nó ra cầu 1 2 3 thì cũng phải chịu thôi anh em ạ. Đây là đánh theo một cái mức độ nguy hiểm nhá. Đây là đánh theo cái mức độ nguy hiểm đi anh em ạ. Một là ăn to mà hai là bị đứt ấy, đúng không? Một là ăn to mà hai là bị đứt. Đấy chứ còn là theo cầu nó sẽ là cầu 1 2 3. Còn là đánh theo thủ thuật nó sẽ là một củ đánh sang xỉu này. Đấy nó gọi là cũng có một cái tỷ lệ phần trăm liều đấy anh em ạ, đúng không? Thế là các bạn phải hiểu cho mình câu chuyện là như thế nhá. Còn là anh em mình cứ yên tâm là mình chia sẻ các bạn những cái nội dung như này thì nó sẽ rất là ok rồi. Thì uy tín mình mới chia sẻ các bạn được, còn ví dụ như mà nó không uy tín thì mình cũng chẳng có thể là chia sẻ cho mình được đâu, đúng không anh em? Đấy tay xỉu này thì cố gắng là đi một củ thôi các bạn. Tay xỉu cố gắng đi một củ cái này ăn nó sẽ là uy tín này. Đấy, nói chung là mỗi ngày vào kiếm cá, gọi là kiếm cá kiếm cơm một chút thôi anh em. Để tay này nặn cho các bạn nhá. Úi giời, 41, 45, 41 luôn. Ok chưa anh em, liều ăn nhiều mà các bạn, liều ăn nhiều nhá. Đây sâu luôn đấy các bạn, phần lịch sử đây mình đánh 6 tay, đôi 4, 6 tay, xịt đúng 2 tay các bạn thấy uy tín chưa? Đấy, thì nói chung là khi mà các bạn xem video của mình mà thấy hay thì nhớ là cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh nhá. Đồng thời là anh em mình bấm chuông giúp mình để nhận những cái video mới nhất. Đấy thì mình sẽ đều chia sẻ cho các bạn những nội dung rất là hay, nên là anh em mình yên tâm tham gia nhá. Đấy thì mình cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình và chúc các bạn ngày mới rất vui vẻ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.